Bạn đang có nhu cầu mua ạc Liên Quân giá rẻ, hãy đến với shop đệ tử .vn, nơi bán ạc uy tín, nhanh chóng, chất lượng và hiện đại. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tứ. Xin chào mọi người, mình là Tứ đây, rất vui khi được mọi người gặp lại. Hôm nay theo như yêu cầu của quý bà con cô bác, tôi sẽ chơi cho mình con tướng Quy với bộ trang phục là tiểu long nữ. Mà phải thực sự nói rằng con tướng Quy, cái tần suất xuất hiện của nó ở Liên Quân Mobile ở thời điểm hiện tại nó đang cực kỳ ít ỏi luôn, nó rất kén người chơi. Và hôm nay tôi mang lại cái sự đa dạng cho nó về mặt vai trò, không chỉ đơn thuần là mang con tướng Quy với vai trò là solo của vực con tà thần Xê Gia, mà chúng ta sẽ mang con tướng Quy với vai trò đi rừng, xem liệu rằng con tướng Quy với vai trò đi rừng nó có bá đạo hay không nha anh em. Cùng nhau theo dõi clip đệ tử trong ngày hôm nay nha. Ok con dê, chúng ta đã có đầy đủ cho mình về mặt sức mạnh rồi, bắt đầu đi sao ạ? Maza bắt buộc dùng cho mình một pha tốc biến để có thể bỏ chạy. Cô ta dùng chiêu rồi, đó chính là Vegas. Vegas dùng cho mình xong xích khỉ cô ta đi kia, anh ta nhào ra anh ta sẽ bị sơ tái mà thôi. Vấn đề là đứa nào ăn, và điều quan trọng là anh ta đã phải nằm xuống. Chúng ta không phải là người có mạng mà là Athor thọt ha. Maza, cô ta cũng có được cho mình ulti chưa? Cô ta rất là đánh đá và cô ta đủ tự tin để có thể ngự trì vỡ lại tại nơi kia. Trong khi đó thì anh bạn Arthur, anh ta đâm vào quá sâu rồi và anh ta không thể nào rút ra được nữa. Rất đáng tiếc nha, sự trao đổi với nhau, cái điểm cây đây của chúng ta đang là người thua thiệt. Một lần nữa vào led, cô ta bị bắt con cọp, cô ta sẽ bị bóp con cọp luôn. Maza quay ngược trở lại giao tranh và cô ta có được cái mạng đó đi. Ồ, đáng tiếc quá trời quá đất anh em à. Và có một trong những cái điểm kinh nghiệm nho nhỏ mà tôi nhận thấy được rằng sau những lần tôi trải nghiệm về con tướng Quy, chính là chúng ta chỉ cần đáp ứng hai cái điều kiện như sau. Điều kiện đầu tiên là các bạn phải tung chiêu trúng đối phương, thứ hai nữa là chúng ta phải dùng cái chiêu cuối làm thế nào có thể trúng và có thể đẩy đối phương vào địa hình, thì như vậy sức mạnh con tướng Quy nó sẽ được phát huy một cách đáng kể. Chẳng hạn như pha ra là đây, chúng ta dùng cho mình hào nhiên trưởng đẩy ta về rồi, còn cho mình pha chấn tiên trưởng lao vào truy tinh trưởng và điều đó chưa thể nào dừng lại đâu. Chưa được, cô ta rút vào quá sâu đi, tứ không đủ dũng khí để có thể đâm vào. Và chúng ta còn cho mình một đợt lính và có thể nào băng trụ không ạ? Câu trả lời là không đi. Tại nơi kia, họ một lần nữa họ gây áp đảo bằng cái việc tấn công cái trụ tại đường dưới đó. Thì khi nhìn vào quân tướng Quy, tự nhiên tôi nhớ tới mấy cái bánh bao các bạn ạ. Mình là một người rất thích ăn bánh bao. Cứ mỗi lần ăn bánh bao là mình phải quất một cái cúp bồ, mình phải quất hai cái bánh bao. Và khi nhìn vào con tướng Quy tôi lại nhớ tới hai cái bánh bao. Bây giờ thì sao à? Có một pha tạo giáp đến từ làm đoàn phong thần, đến từ đoàn Giro. Khi còn nữa chúng ta đang quẩy trong doanh của ba người, nhưng chưa dừng lại Shuriken đến từ AT, nhưng nó không có tác dụng gì cả. Giro anh ta chống cự được không? Và điều quan trọng, ai có màn double kill mang về cho Quy thiếu long nữ. Quá ghê anh em à. Ghê thiệt. Cái tình huống giao tranh vừa cái tình huống giao tranh vừa rồi nó là một trong những cái minh họa nho nhỏ về sức mạnh con tướng Quy. Anh em có thể thấy được rằng khi mà một đợt giao tranh xảy ra, tôi dùng cái bộ combo như sau ha. Nếu như mà ở cái điều kiện mà có bụi cỏ nha, là tôi lướt tới bằng chiêu một. Cái thời điểm tôi lướt tới bằng chiêu một là cái thời điểm mà nó không trúng đối phương, nhưng nó giúp tôi có được khoảng cách và tôi đá cái chiêu cuối trúng thằng quỷ hai giờ t đá vô đích nó nhảy vô tường liền, đúng không ạ? Sau đó thì có một pha lệnh bài phong thần của ông nội Gidu nó bộc ra, nhưng tôi chưa hoang mang gì cả. Tiếp sau đó là tôi nhảy bằng chiêu một vào cái bụi cỏ để nhằm mục đích gì ạ? Che đi, mất đi cái tầm nhìn và phạm vi tấn công của tiên bạn. Khi đó cái đối tượng thứ hai mà tôi hướng tới là ai? Đó chính là Kỷ Khô sau thằng hai gia tê. Tôi đẩy bằng chiêu 2 để có thể giảm giáp nó, đánh thường gần như là liên tục và lướt chiêu 1 trở về và sơ tái được Gidu luôn. Đó chính là cái bộ combo mà thông dụng khi mà chúng ta chơi cho mình con tướng Quy. Hãy biết phối hợp và sử dụng những cái bụi cỏ nha bà con cô bác à. Thằng Kỷ Khô bây giờ nó thấy mình là nó chạy liền anh em à. Anh em thấy mức độ kinh dị và áp đảo con tướng Quy chưa à? À, tại vì sao mình lại nói khi nhìn vào con tướng Quy mình nhớ tới bánh bao à? Thì thiệt ra nó là như này, những bạn mà có theo dõi cốt truyện của con tướng Quy các bạn sẽ hiểu. Các bạn cũng biết con tướng Quy nó được sinh ra và lớn lên trong một cái gia đình
đình với cái nghề truyền thống là hấp bánh bao, làm bánh bao đúng không ạ? Chính vì lẽ đó mà mình nói khi nhìn về con tướng Quy mình lại thèm bánh bao, đặc biệt là hai cái bánh. Nói vậy thì sẽ có rất là nhiều bạn có cái suy nghĩ này nọ cái kiểu. Tôi biết các bạn đang nghĩ gì và tôi cũng thích cái suy nghĩ đó của anh em. Thôi nhưng mà chuyện đi, chúng ta bỏ sang một bên đi ha. Bây giờ thì sao đây ạ? Anh em tụi mình nói sâu một tí về con tướng Quy đi nào. Về cái phần bản ngọc của con tướng Quy, ngọc của con tướng Quy Tứ xin phép góp ý với các bạn là như thế này. Ngọc đỏ mình sẽ lên cho nó là công vật lý và xuyên giáp. Ngọc tím là tóc đánh tóc chạy sau viên. Bốn viên còn lại là công vật lý tóc chạy. Cuối cùng ngọc lâu mình lên cho nó công vật lý xuyên giáp. Bắt đầu một pha băng trùng đi nào. Chúng ta bắt chụp đầu nhân dữ rồi xuyên kè nữa từ hạ tê. Chúng ta còn chụp cái liền quay ngược trở lại. Giết thành công AET và đã phải nằm xuống. Ok, rất là hậu báo, rất là hỗn liều nha. Richter làm gì đây? Băng trụ rồi, công thủ toàn diện đến từ anh ta. Vùng diệt quỷ nữa, và trụ đang bắn anh ta kìa. Ghiru nhào ra một phát và tặng cái lệnh bài phong tầng, giúp cho Richter có thể sống sót và thậm chí lấy luôn một trụ đầu tiên tại đường giữa. Thôi, anh ta đang làm một cái hành động rất đúng như cái tên của anh ta ha. Anh ta đang tiến hành đẩy các bạn ạ. Rồi đậu xanh rau muống nữa. Cây đây hiện tại đang là 84 và cây đây của tôi đang là 611, với nhiều lúc tôi thấy tôi hay vờ cờ lờ luôn anh em ạ. Thôi nhưng mà chuyện đó chúng ta bỏ sang một bên đi nha. Bây giờ thì sao đi ạ? Thôi, anh ta vẫn đang làm một cái hành động đúng như cái tên của anh ta. Tại nơi kia Violet của ta bận một bộ trang phục rất chi là đẹp, nhưng mà cái áp lực đến từ cô ta là chưa có nha. Hai đứa nào quất cân hai bạn ơi. Ác hồn đến từ Maza, kết thúc ác hồn thì làm gì đây? Truy tinh trưởng đẩy lùi về, tiếp tục phân tung, có lần còn nhây tóc biến tuổi luôn. Ok, về yeah. Chúng ta vẫn đang cứu rễ từ Visa và đó chính là double kill rồi. Một hit mà thôi, đây chính là một loài khỉ gì đây? Có thể là khỉ ốc chó hoặc là khỉ đất đỏ gì đó, tôi vẫn chưa biết. Nhưng double kill mang về cho con tướng Quy mới đúng là tôi hay và cờ lờ anh em à. Đậu xanh rau muống đó. Nói chơi nghe mấy bà. Tiện đường công tác, quất nhẹ con tà thần Caesar luôn như nào anh em ơi. Ok, con dê. Sau khi có được con tà thần Caesar này, khỉ khô kìa, anh ta nhào ra, đây chính là loài khỉ gì đây? Anh ta tiếp tục quậy và anh ta nhặt được một quả ốc chó, đó chính là sườn diện của khỉ ốc chó và siêu việt mang về cho con tướng Quy. Ghê thiệt trời. 9-11 các bạn ạ, trận này chúng ta xanh sao như tàu lá chuối rồi. Đang nắm giữ cho mình cái quyền năng để mà có thể triệu hồi con rồng tiên phong Predator, và chắc chắn rằng số lượng trụ của tiên bàn nó sẽ bị mất đi rất chi là nhiều. Ác hồn đến từ Maza. Maza thích chơi không nè, chiêu hồi gần như là liên tục luôn nha. Không sợ đâu nha, có chiêu cuối rồi. Chúng ta sẽ dùng nó bằng một cách đẩy vào vách tường. Quá kinh dị đi. Ôi chơi con này đã quá anh em ơi. Chơi đã quá, chơi lại đi, quýnh nó lại đi. Đã quá. Đúng là bánh bao mà. Tôi là rất thích ăn bánh bao, anh em biết đó. Nếu như bạn là một người tinh tế thì tôi tin chắc rằng bạn sẽ rất dễ dàng nhận ra cái tư thế và cái động tác của cô ta, và nó sẽ khiến cho bạn mường tượng tới ngay một cái hành động được gọi là lấy hai cái bánh bao ập thẳng mặt người ta, đúng không ạ? Với cái nghề nghiệp truyền thống của cô ta là làm bánh bao mấy chục năm liền thì tôi tin chắc rằng cô ta đã luyện được cho mình cái kỹ năng thất truyền trong truyền thuyết, tức là sao ạ? Tức là bánh bao ập mặt thần công trưởng, đúng không ạ? Thì tôi tin chắc là như vậy. Và anh em có thể thấy được rằng ở thời điểm hiện tại 11-1 là cái cây đây nó quá đẹp đi. Và thậm chí cây đây của team chúng ta chỉ là 12 mà thôi. Và chúng ta đang thực sự gánh team, và bánh bao đang thực sự phát huy được tác dụng của nó. Và sự hiện diện đến từ khỉ ốc chó, anh ta vẫn chưa có một cái cống hiến gì đó quá chi là to tát. Chúng ta đẩy bằng chiêu cuối rồi. Richter bị làm chậm, CC chồng chất lên quá nhiều. Có cho mình con xe, có cho mình một lính. Chúng ta còn cho mình con rồng tiên phong Predator, và chúng ta có thể đẩy được bà con cô bác ơi. Violet tại nơi kia cô ta đang lộn nhào, và con rồng nó cũng sẽ bị chấm dứt mà thôi khi Maza đang ở nơi kia. Và team bạn tập trung quá trời quá đất tại cái khu vực đường dưới này đây. Tụi mình chơi trò chơi là bọc hậu ra phía sau nha. Đứa nào đâu có đầy đủ kỹ năng rồi nha. Chuẩn bị chơi nào, quýnh nó nào anh em ơi. Vô nè. Ok. Bình tĩnh. Núp lùm thần trưởng luôn là một trong những cái giải pháp mà mình lựa chọn. Mình sẽ upshot team bạn một cách bất ngờ bằng cái bộ combo chiêu 1. Chiêu cuối dùng trong trường hợp là cô đáng đẩy mấy đứa xa hạ thủ hoặc là pháp sư gì nha bà con. Ghi đâu nó muốn chơi kìa, ghi đâu nó nhốt lại mất chiêu cuối rách đó bao là đã quá bạn ơi, hay quá, clear rất nhanh gọn bao skill của AT, một tình huống tương đối là đội quần đến từ vị trí của anh ta. Hậu diên trường đẩy được rồi, có được một phát đẩy nội tại nữa và tạm thời rút lui nhẹ nhẹ nha. Team bạn vẫn đang muốn đánh nhau. Maza đã có được mạng rồi, quay ngược trở lại Eldrin, đó chính là sự diện của khéo chó. Anh ta có được giáp rồi, anh ta rút lui, anh ta quay ngược trở lại và chúng ta lui xuống nơi đây để mà có thể đẩy cao được lính này lên. Đồng đội sẽ sớm hội tụ, và khi họ hội tụ thì team bạn sẽ phải rút lui, và chúng ta có cho mình con xe, và chắc chắn rằng chúng ta sẽ có thêm những cái trụ đó. Khi mà các bạn chơi con tướng Quy, các bạn đảm nhận cho mình cái vai trò đi rừng thì các bạn cần phải coi cái bản đồ con nha, thường xuyên, để từ đó chúng ta quan sát cái đợt lính, những cái đợt con xe đó, để rồi chúng ta cố gắng đẩy cao lên và có được gia tăng thêm cái số lượng trụ nha bà con cô bác à. Khỉ ốc chó đã mất tiêu rồi, nó sợ mình lắm các bạn à. Có được lính tại đường giữa kia, thoa thọt ơi, đẩy đi bạn. Shuriken 2T tới rồi, rút lui nhẹ nhẹ luôn ha.
À còn một cái lưu ý nhỏ nhỏ đó nè, đó chính là cái chiêu 2 đó, chấn thiên trưởng đó. Các bạn cố gắng trưởng chúng càng nhiều đối phương càng tốt nha, nó sẽ giảm giáp và khiến chúng ta đánh thủng hơn nha. Hả tê nè, chạy được không, biến ảnh bay vào băng trụ, trụ băng chúng ta hit né được càng như ý luôn. Ở lại chơi luôn nha. Má tôi gặn hơi bị dữ đó. Cái ba đó tôi gặn hơi bị dữ, nhém ga luôn rồi đó. Đậu xanh rau muống đó mà vẫn không ra nào chống cự được. Đồng đội nó không có cover cho chúng ta. Yeah. Má cái tôi phải định nghĩa lời một tí. Nãy tôi nói là nhém ra luôn á, tức là ra cái kỹ năng, ra chiêu thức nghe mấy ba. Đậu xanh rau muống đừng nghĩ gì bậy bạ nha. Ok con dê, Violet đang lộn nhào tại nơi kia, cô ta đang có cho mình con dê thủ về và cô ta vẫn đang được đồng đội cover và cô ta đã bắn tương đối là thốn rồi ha. Rat đang biến về và Maza đang đẩy tại đường giữa và team bạn sẽ không thể nào đẩy được, và khi đó thì Rat anh ta sẽ lộ diện, anh ta sẽ xuất hiện và anh ta có thể giữ được cái trụ tại đường giữa. Mà Maza, cô ta nếu không về thì có thể là cái trận đánh này nó sẽ chấm dứt luôn và cô ta đã biến về rồi. Khi đó thì cô ta đang lấn áp. Cái vai trò, vị trí của AD chúng ta đó chính là bà nội Violet. Một mình cô ta không thể nào chống cự được. Mặc dù cô ta đã có cho mình cái con dê thủ vệ, nhưng lượng sát thương của cô ta nó vẫn đang là yếu như con cuốn chiếu. Máu cô ta đang tụt dần như không phanh. Cô ta có outplay được không? Cô ta dùng ngay cho mình cái tóc biển. À, được luôn à. Hay quá, hay quá, hay quá. Từ đó tới giờ cứ nghĩ rằng con tướng Quy nó là phế vật anh em ạ. Bởi vì anh em không có chơi nhiều, tôi nghĩ rằng nó không hợp beta cho nên nó rất là yếu. Ai dè hôm nay mang vào gánh team luôn bà con cô bác ơi. Chúng ta vẫn đang là người có điểm KDA cực kỳ cao. Và tôi sắp lên thành công cho mình cái slot món trang bị cuối cùng, chính là cái giáp hộ mệnh. Một khi lên được cái giáp hộ mệnh này đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ tự tin hơn giao tranh. Rất dữ, đúng không ạ? Con tà thần Caesar nó vẫn đang là một trong những điểm trống. Họ sẽ chống dồi như thế nào với một cơn mưa bánh bao đây? Đứa nào bay ra là tôi sẽ ập hai cái bánh bao vào miệng nó ngay. Đó chính là Ritter. Ritter bay ra, chạy vô bụi chuối có cái dấu chấm hỏi đặt nhẹ trên đầu liền. Lui về ngay. Sách dép bỏ chạy nha. Một tình huống đến từ vị trí của khỉ ốc chó. Khỉ ốc chó dùng nhẹ cho mình gậy như ý. Kích hoạt lần hai rồi. Chặn đầu nha, chặn đầu nha. Tàng hình đã mất tiêu rồi. Phán đoán tầm nhìn. Nhưng không, anh ta quay ngược ra về sau. Anh ta đang bị bà nội Violet truy đuổi kìa. Bắn nhẹ vào mông anh ta và một pha giao tranh đội quân đến từ vị trí của khỉ ốc chó. Hai AT là người thứ hai và Guido sẽ là người thứ ba sau khi kết thúc cái NT này đây. Ritter lao vào, anh ta truy đuổi, anh ta tự chiến chưa? Anh ta quyết chiến rồi. Một lần nữa, Maza cũng sẽ là thành viên thứ tư nằm xuống. Ritter sẽ là người cuối cùng trong cái trò chơi điểm danh chết chóc đây. Và goodbye baby. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành ra thời gian quý báu để xem video. Và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những số video lần sau. Chơi ngay con tướng Quy đi nha. Anh em nào chưa có con tướng Quy có thể lên shop điện tử.vn nha. Đang có rất là nhiều cái ạc mà có con tướng Quy. Còn chần chừ gì nữa mà không lựa chọn cho một cái ạc ngon. Và chơi ngay cho mình con tướng Quy để cảm nhận được rằng mức độ bá đạo của nó nha. Rồi cảm ơn tất cả anh em và chúc anh em có được một buổi chiều vui vẻ nha.